hai người lính đang cãi nhau xem ai đi trước. Những người lính không cạnh tranh trực tiếp giơ súng, bắn tất cả những thường dân Việt Nam bên ngoài. Đó không phải là sự miêu tả quá đà về chiến tranh Việt Nam. Đó là tình huống thật sự xảy ra trong chiến tranh. Mùa xuân năm 1968, chiến tranh Việt Nam kéo dài 20 năm, đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Một đội quân đội Hoa Kỳ được lệnh đi tìm một du kích Bắc Việt. Đã 2 tháng kể từ khi đội quân này đến Việt Nam. Trong thời gian này họ không tìm thấy kẻ thù, thậm chí không bắn một phát súng nào. Các thành viên của đội quân dường như rất thoải mái. Họ đang tuần tra và nói đùa cười. Họ không hề giống như những người đến đây để chiến đấu, giống như một nhóm du lịch hơn. Đối với họ, quân đội Việt Nam giống như một con vật, có thể giết bất cứ lúc nào. Nhưng liệu tình hình có thực sự như vậy không? Vào lúc đội quân nhỏ tuần tra đến một khu đất trống, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn. Toàn bộ nhóm phản xạ ngay lập tức nằm xuống. Họ bị kinh sợ đến nỗi không kịp đội nón bảo hiểm. Sau đó, có một cuộc bắn phá liên tục xung quanh. Đó là lúc họ nhận ra, họ đã lọt vào vòng vây của quân đội Việt Nam. Lính Mỹ hoảng loạn bắn bừa bãi, giống như những con gà mất đầu. Họ hoàn toàn không biết địch đang ở đâu. Địch ở trong bóng tối, họ ở ngoài ánh sáng, rất bị động. Thế là thiếu úy ra lệnh cho mọi người vào ruộng lúa ẩn nấp. Nhưng không ngờ nơi đây vẫn rải đầy những quả bom mìn. Sau khi vào, họ liên tục bị ném bom. Không ai dám nhúc nhích nữa. Như thế này cho đến tận đêm khuya. Thời tiết không đẹp và trời đang mưa to. Một binh sĩ bị nổ tung đang kêu cứu. Những người lính bên ngoài cánh đồng lúa đã cố gắng kéo anh ta ra bằng một sợi dây. Nhưng chẳng may họ đã bị đen đủi. Chưa kéo được nửa đường thì lại kích hoạt mìn. Và anh ta đã chôn vùi tại chỗ. Nhưng anh ta không phải chết vô ích. Các đồng đội còn lại theo vết dấu của anh ta, thành công thoát khỏi vòng vây của Việt Cộng. Bằng cách này, đội chạy trốn ở đây và ở đó cho đến bình minh. Cả đội bàng hoàng sau khi bị tấn công, gọi về trại báo cho bộ chỉ huy biết rằng bị tấn công, và báo cáo số người bị thương. Nhưng đại úy tạm thời của quân đội Mỹ lại rất giận, ra lệnh cho cả nhóm trả thù làng Mỹ Lai gần đó. Theo thông tin tình báo, trại 48 của Bắc Việt đóng quân ở đó. Khi đội theo bản đồ đến đó, họ thấy những nông dân chân chất và hiền lành. Những người nông dân đơn giản thậm chí không biết có chiến tranh. Đứa trẻ cũng chạy ra khi thấy người ngoài, muốn cùng họ chơi đùa. Người già ngồi ở cửa làng, xem những người lính trong quân phục, mỉm cười với họ rất thân thiện. Nhưng vì ông ấy bị mất chi và bị khuyết tật, quân đội Hoa Kỳ coi ông là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu. Ép ông ấy tiết lộ vị trí của lính Bắc Việt, ông ấy chỉ là một người khuyết tật và mắc bệnh Alzheimer. Rõ ràng ông ấy không thể trả lời những câu hỏi đó. Thấy vậy, đội trưởng đã tát anh ta một cái thật mạnh. Đối với đội trưởng, đây là trường hợp giữ thông tin mà không báo cáo. Đội trưởng nổi giận, hắn ta liền phá hủy ngôi nhà của người già. Khi người già khóc lóc vào trong tìm kiếm xác người thân, quân đội Hoa Kỳ điên cuồng thắp sáng túp lều một lần nữa. Nhìn thấy đau đớn của người già, quân đội Mỹ tỏ ra rất vui sướng. Trước đó, họ bị tấn công nhưng không tìm thấy kẻ thù. Họ cảm thấy như bị đánh lừa. Họ cảm thấy bị nhục nhã. Thêm vào đó, họ đã chứng kiến cảnh đồng đội bị phá tan thành hai mảnh. Vì vậy, bây giờ họ cần phải trút giận. Đồng thời đội trưởng cho rằng cả làng đều có vấn đề. Về mặt tâm lý, dân thường từ lâu đã bị coi là kẻ thù. Sau đó, họ xem đây như là một cuộc chiến tranh. Những binh sĩ Mỹ chỉ vì ông cụ đi chậm một chút. Khi ông cụ quay đầu nhìn lại với vẻ mơ hồ, đã bị đâm một nhát dao. Từ đó, cuộc diệt chủng của Mỹ đã được khởi động. Tất cả các nam trung niên trông giống như binh sĩ đều bị tra tấn. Nếu không cung cấp dấu vết thì sẽ bị nổ tất cả. Tuy nhiên, bất kể sử dụng phương pháp nào, quân đội Hoa Kỳ đã không nhận được vị trí của quân đội Việt Nam. Bởi vì những người dân làng vô tội này thậm chí không biết rằng có người cố gắng đứng lên và thuyết phục họ. Tuy nhiên, trước những tay sát nhân mất tính người này, không có lý do để nói chuyện. Sau khi đánh đập dân thường, họ tung một quả lựu đạn kết thúc cuộc sống. Ngay sau đó một số dân làng đã tập hợp lại với nhau. Đội trưởng ra lệnh cho xạ thủ bắn tỉa. Người cầm súng máy cảm thấy hơi tàn nhẫn nên không bắn liên tục. Tân binh nhận súng máy, bóp cò dưới sự khiển trách nghiêm khắc của thuyền trưởng. Sau khi quét một vòng, tiếng hét vang vọng cả một vùng trời. Người lính mới vừa còn do dự, bây giờ đã mỉm cười. Anh ta thích cảm giác sướng của việc giết người. Quân đội Mỹ đánh giá cao tác phẩm của mình và ghi lại cảnh này bằng camera. Làng cổ kính từng là nơi thanh bình, lập tức biến thành địa ngục trần gian. Tuy nhiên, đây chỉ là món khai vị của quân đội Mỹ. Theo lệnh của đội trưởng, tất cả nhà cửa được phá hủy trực tiếp. Quân Mỹ tiếp tục tàn bạo, đốt cháy làm tăng thêm sự độc ác. Bên cạnh, một vài cô gái trong nhà đã bị tra tấn tới không thể nhận ra. Để xóa dấu vết, quân đội Hoa Kỳ trực tiếp nổ tung thành cho bụi bằng một quả đạn pháo. Một số binh sĩ muốn giải tỏa cơn khát máu của mình, tìm lý do chính đáng. Vì vậy, họ đến một căn nhà cỏ để tìm kiếm một số vật phẩm nghi vấn. Một cái gì đó giống như một điện báo bên cạnh giường, thu hút sự chú ý của hắn ta. Khi họ đang chuẩn bị lấy nó, một cậu bé bước vào và lấy đi. Đó là thứ mà cậu bé yêu thích nhất, không bao giờ cho phép người khác chạm vào. Nhưng cậu bé không biết,
hậu quả của việc làm đó là cái chết. Người lính nhặt lên món đồ quý giá của cậu bé và nhìn vào, mới nhận ra nó chỉ là một chiếc máy nghe đài cũ kỹ, và còn có một đứa trẻ ngây thơ, muốn đưa con thuyền đang cầm tay cho người lính chơi, nhưng súng lại được đưa thẳng về phía cậu bé. Một người đàn ông da đen không thể nhìn thấy điều đó, và vô tình bắn mất ngón chân của chính mình, rồi lựa chọn rời khỏi hiện trường. Còn một lý trí đáng kể của lính truyền thông, không thể chịu đựng được sự tàn bạo như vậy. Liệu một cuộc gọi đến cấp trên sẽ ngăn chặn vụ thảm sát này? Nhưng bên kia cho rằng Việt Cộng đang trốn ở đây, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Một số lượng lớn thường dân ở đây đã tập trung gần trường học. Một cô giáo trẻ biết tiếng Anh, hét lớn rằng không có Việt Cộng mà họ tìm kiếm, và cầu nguyện để họ có thể để cho người dân sống sót. Nhưng quân đội Mỹ tàn bạo, dùng cô giáo làm điều kiện để trao đổi. Vì lý do này, hai người lính Mỹ còn đấu tay đôi về thứ tự trước sau. Những binh sĩ bị đẩy ra ngoài rất không hài lòng. Anh ta tức giận đến mức bắn chết tất cả con tin bên ngoài trường học. Trong khi đó, phi công trên trực thăng nhìn thấy cảnh tượng thảm kịch dưới đất, trong lòng cảm thấy không vui, bởi vì người bị ngã xuống đất không phải là kẻ địch, mà là những người dân vô tội. Chính ông ấy đã gửi những người lính Mỹ đến đây, nhưng lại làm những việc tàn bạo. Tuy nhiên, sự tàn ác của họ vẫn tiếp diễn trong ngôi làng này. Những thứ đợi đợi người dân không phải là những viên đạn lạnh, mà là sự tàn bạo của những người lính Mỹ. Còn những cô gái trong làng thì càng khó tránh khỏi bàn tay ác của những người lính Mỹ. Nếu không may bị những người lính Mỹ bắt được, thì họ sẽ phải chịu đựng những mục đích tàn ác. Cô gái Việt Nam này đã tự nguyện hiến thân để cứu gia đình và trẻ em. Lính Mỹ không quan tâm, ngay lập tức quên đi những lời hứa trước đó, và bắn chết cả gia đình cô gái mà không do dự. Những thi thể trên sàn nhà thật sự kinh hoàng. Những mảnh thịt bị nổ vỡ, mùi hôi thối phát ra từ đó làm người ta nôn nao. Làng Mỹ Lai yên tĩnh và thanh bình bây giờ đã biến thành địa ngục trần gian. Phi công Thompson trên không thấy đồng đội bắn chết phụ nữ và trẻ em, cố gắng liên lạc với bộ binh bằng radio, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy đã không thành công. Anh ta thấy một nhóm binh lính chuẩn bị bắn vào phụ nữ và trẻ em. Thompson nhanh chóng hạ cánh, đi tới và hỏi đội trưởng Mỹ về tình hình cụ thể, nhưng đội trưởng chỉ nói rằng họ đều nên bị giết. Thompson ra lệnh cho họ dừng lại, nhưng không ai lắng nghe. Trong tuyệt vọng, Thompson đã gọi hai chiếc trực thăng, hướng dẫn đồng đội của anh ta. Nếu bất kỳ người lính Mỹ nào bắn vào người Việt Nam, họ nổ sẽ súng vào người Mỹ. Thompson đứng giữa quân đội Mỹ và dân thường. Cuối cùng, anh ấy đã giải cứu một số dân thường bằng trực thăng. Đội trưởng Mỹ rất tức giận về điều này, nhưng không có cách nào để ngăn chặn. Ai kêu Thompson có quân hàm cao hơn mình? Vụ thảm sát dã man này, đây là một sự kiện có thật của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ. Chi phí chiến đấu đã tiêu tốn ít nhất 250 tỷ đô la Mỹ. Số lượng vũ khí đạn dược tiêu hao không đếm xuể. Năm 1967, quân đội Mỹ bắt đầu kế hoạch chiến đấu Thunderbolt. Trong trận chiến này, tổng cộng đã thả xuống 864.000 tấn bom. Có 20.000 người Việt Nam đã chết. 80% trong số họ là dân thường. Tuy nhiên, điều buồn cười là họ đã biết đó là một cuộc thảm sát nhưng lại che giấu sự thật. Thậm chí viết bài để động viên tinh thần. Cho đến một năm sau, một nhà nhiếp ảnh đi theo quân đội không thể chịu đựng được lương tâm, tiết lộ sự thật cho công chúng. Máy ảnh của anh ta tái hiện lại tất cả những gì đã xảy ra. Năm 1969, do áp lực xã hội, Quốc hội Mỹ bắt đầu điều tra sự kiện này. Tuy nhiên, cuối cùng, phiên tòa lại bị sau này chế nhạo. Vào ngày 31 tháng 3 năm 1971, Tòa quân sự Mỹ tuyên án. Trung úy quân đội Hoa Kỳ bị kết án tù chung thân vì chỉ huy không đúng cách. 25 người tham gia khác cũng bị truy tố, phạt tù từ vài năm đến trên 10 năm. Bề ngoài có vẻ bị trừng phạt. Trên thực tế, sau khi vấn đề lắng xuống, thiếu úy chỉ phải chịu tù 4 tháng rưỡi thì được thả. 25 người bị truy tố cũng đã được tuyên bố vô tội. Và phi công Thompson, người đã ngăn thảm kịch mở rộng. Sau đó, anh bị người thân và bạn bè coi là kẻ phản bội. Cuộc hôn nhân cũng tan vỡ. Cho đến những năm 1990, anh ta mới được trao lại huy chương. Thảm kịch này chỉ được sửa sang một khu tưởng niệm nhỏ. Trong đó có trưng bày 540 nạn nhân. Trong đó có 50 nạn nhân vẫn chưa đầy 3 tuổi qua đời. 160 người trong độ tuổi từ 4.